Chào mừng bạn trở lại kênh về hôm nay. Tụi mình có mặt ở đây với BHAG 200 lần su với Hải Cung 123 là Toby. Tụi mình cùng nhau chơi liên quân tốc chiến các bạn. Xin chào các bạn của bạn Phát Hoa lớp 11A9 nha. A9 mà. Pin mạng mạnh không? Đó đi hỗ trợ. Cái con phép nãy, mạnh vải cứt. Con nãy tôi chọn đồ ta. Tao không biết nãy chọn gì nữa. Rồi Su đi hỗ trợ đi mày. Đi với anh trai mày đi, không quan tâm. Con cái này giữa độ mẹ với mình mắc tay gì nữa trời. Cái này gì nhá nè, cả cái này chưa kịp chỉnh nữa nào. Mình lên món gì đầu tiên vậy Su? Hồng ngọc sách cũ. Sách cũ đi. Đây để cho em coi, nghĩ anh con mình nên sao lên liền ma mà số ơi ấy ta đi hỗ trợ mới lên liền ma. Sao mày lên liền ma vậy quán? Đấy về bán đi, tao một đứa liền ma thôi. Mày sao mày cha đêm lên liền ma vàng bị giảm á, ấn vô nó và bán thôi. Rồi đi thôi mày. Đi theo tao. Phát sao đánh đau. Tao là con nhỏ ở dưới á. Ok. Điểm con này. Cái này đánh tao. Chán. Chết rồi. Đó. Đừng tối đa chiêu 1 của mày. Đầu tiên anh nghĩ mình nên lên món nào ta? Mày nên lên trưởng trường sinh đi. Nó trâu. Trưởng trường sinh. Hết một. Lo dí vấn rồi ngoài. Đừng tối đa chữ E mày nha. Chữ thứ 3 mày nha. Ok, chữ E. Chữ 3 của thằng Quang. Đừng tối đa chữ 1 mày Su. Ok. Trời. Chơi luôn. Lên. Giờ tao ta khóa chúng này. Lên đánh nè. Đánh đi đánh. Đánh đánh Quang. Đánh Quang. Đúng rồi. Giết. Rồi. 3 về. 3 về. 3 về. Khi mày giết một mạng chữ 3 mày sẽ hồi á. Dê yeah, đừng trượt xe nha, đừng trượt mấy lính nha quen. Quên, tưởng cái này nó giống như bình thường. Đó dễ chơi vậy, mày chỉ cần bay lên hả chiêu E và bật chiêu 1 thôi. Hay là kiếm B. Lên kiếm B. Để coi mày lên món nào đầu tiên, AD ở đây tàn lên cái gì ta. Lên vô kiếm trước đi. Nhưng mà lên kiếm BF nó thành vô kiếm mà. Mày xài chiêu 1 mày rồi xài chiêu 3 lao vô rồi xài chiêu 2 xô. Chắc mình sẽ ghi 1-3-2. 1 làm chậm, 2 hất tung, 3 lôi nó lại. Còn Quang là 2-3-1. Rồi đánh thường, sao ba đánh thường. Đúng rồi. Đánh con đen có bơ mà. Điểm chiều cuối ta làm. Bắn chết á. Chiều cuối mày hả? Sẽ lao vô một đứa đồng đội ở gần. Mày sẽ lao tới chỗ của đứa đồng đội. Sẽ làm những game mà mình sẽ chiều đi sử dụng chiều cho mọi người. Có lần mình mánh vỡ rồi. Mánh vỡ là cái gì vậy? Mánh vỡ. Nó có nằm trong đồ vật lý không? Yeah. Lên đi. Mình sẽ kêu sĩ cho kia cho mình. Chiêu cuối mày giúp mày lao vào đồng đội mày và tạo cho họ cái giáp. Đâu, buông pha ke rồi. Buông pha ke nữa.
Đâu không biết. Ờ đúng rồi. Không biết con đó được làm lại trước channel hay gì. À mình sẽ lên cao mà không có sụp bột. Sao dùng 2 chiêu thôi tao muốn chết rồi. Bởi vậy chút nữa lên về phép đi mày. Lên về hiển ngân á. Cắm mắt này vào. Ok, chiêu này không sao. Nhìn cái gì không mẹ ơi? Con kia mới chuyển vào chiêu tao mất một thì mày yếu á. Sao mà xem chút sắp? Chú phí về được một máy rồi. Không. Chắc chuyện đi vô rồi sao? Nhỏ rồi coi. Có đó. Đủ nghe luôn. Mình sẽ đi lên, Châu đợi đi, ta sẽ đi lên chúng mày nè. Ok, biến về đi. Sao mình ta đủ xử lý nhỏ này rồi. Mình đâu có vậy. Dây nào? Dây Hiển Ngân, đã đọc tên rồi mà. Rồi, dây Hiển Ngân. Sao tụi bay lại đeo Hiển Ngân một người? Đeo hứa làm bằng Hiển Ngân không mày. Mẹ kia đánh cho đã lao vô phát rồi. Sao mày chết rồi? Thấy lát rồi. Con nhỏ này đứng yên. Sao đánh nhanh vậy? Này là gì? Nó lên cái gì vậy? Nó lên đồ thường. Mày là con nhỏ ông kiếm hả? Không. Mày là con nào? Tao là con nhỏ đen xì. Tao là con nhỏ đen. Nó không có. Trong đây giết không được hay không được thì cũng được vàng à. Nhưng mà tốt nhất nên giết đi. Giết mày mà giết đéo được được vàng ít vậy. Siêu ít luôn. Mày có thể kéo cái đồ bắn của mày để chọn co hứ mày muốn nhắm á. Thấy đây là hứ khá tuyệt vời trong game. Mốt hay nó xuất hiện trong liên quân nè. Nó xuất hiện gì đâu có đâu, trong liên quân đâu có kéo đâu anh nè. Kéo kéo nãy hả? Ờ. Bỏ mày chọn thứ bắn. Có rồi bạn. Không. Đó chỉ kéo khi mà mày chọn chiêu thôi à. Trong liên quân chỉ kéo thì chọn chiêu thôi à. Kéo em vậy thì chọn chiêu thôi à. Có rồi, có rồi. Không có. Giờ nhái rồi. Đúng vậy, sai cả. Ở đây chí đánh tiếp đi trời. Xu lao lên, ta chán rồi. Đánh đó đi. Sao mày xài đồ bừa bãi vậy? Mày mới ứng hồi máu. Máu đang đầy mà. Nhưng mà cái hồi máu đó để nó hồi được ngay lập tức nên chỉ xài khi quan trọng thôi mày ơi. Cho tao màu xanh tết nó nào nữa. Nó màu xanh mà. Con kia
nó có dòng như đi thường. Rồi chiều đạo dòng nó bình thường không vậy? Điều hiện ở nhái một con gió tên Magatha. Đúng là nhái rồi. Không tin được hồi đó mình cần binh gặp liên quân. Bởi vì giờ đó mình là người chơi liên quân. Trời ơi, tạo lá trắng này. Mà đéo kịp nữa. Lỡ đi xuống có lá trắng. Đó, vậy mới là cơm báp chứ. Nó này có hơi một thứ rồi hả? Nâng tóc. Nâng gì đây? Mày nâng đai lưng ma pháp đi, trong giày á. Ở đâu vậy? Trong giày. À đây à. Nâng gì nữa đi. Mua gì nữa đây. Để thử nghĩ coi mày hành cái gì. Kệ mày. Mua quỷ thư Romeo què gì đi. Quỷ thư Romeo đâu? Trong phép chứ đâu. Mày lướt lên vậy mày dễ tiếp cận của mày với chia của mày với tụi nó hơn. Hay là gọi 123 chứ. 123 xếp. Lại đây nào. Bắt nó rồi nè. Lại đi enemy. Nãy giờ mày xài chiêu cuối đó lần nào chưa? Ăn gồng xu. Thôi rồi ra đường giữa đi mình tao ăn được rồi. Có điều hơi lâu thôi, rất lâu. Nếu mình lên chiêu 2 có một lần đến lâu ấy. Quang sao mày không giúp tao ăn những thứ quan trọng. Không, nó không, nó chả là gì vậy. Nâng cái gì chứ đây là đưa được sao vậy? Có đi. Mũ phù thủy ra ba đo hả? Ừ, nâng mũ phù thủy luôn đi mày ơi. Cho full phép. Mình sẽ lên gì để choi tụi nó. Lên, xuống phong. Nó quên phá được có đứa à. Chết một đứa. Lên nè, lớp. Cho mày miễn chán nữa. Tao đặt mắt luôn rồi. Miễn. Vậy con tao con tầm xa mà có chiều tao xả ra mày ơi à. Muốn gì nữa. Mày nhìn con này kiểu lao vô đánh đấm hả? Cắm mắt cho nó bị phân tâm. Thấy chưa, nó phân tâm rồi. Rồi có con gấu nữa. Gấu của nhỏ cầm gấu chứ đâu. Gấu chứ. Xài chữ cuối thử chưa? Dạ. Thấy nó thế nào? Bảo mày được hồi nào không? Không, nó được giáp với hất tùng từ kia. Còn dính heo sao? Dính heo hất tùng hả? Cái này lại đây. Cái đó để khi mà lâu cái trụ đường giữa bị mất lâu quá thì cái đó sẽ hồi ra như thế cho cái trụ để mất lính sư cấp. Chứ không lính sư cấp sẽ đánh hoài luôn. Thấy cái đó khá hay. Chết đi anh đi.
No. Bắn đi, bắn đi. Bắn ra tiếp đi. Kéo họ đổi kết đầu hàng rồi. Sao luôn chọn vị trí đường đôi cho tao vậy? Đường đơn. Dạ, chọn tướng nè anh ba. Sao mày đi hành đi gần rồi Quang? Cái gì? Mày đang chọn đi gần kìa. Thứ gì đây? Rồi thôi chỉnh lại. Thì mày đổi cái địa chừng trị thành cái khác thôi. Đổi đâu? Thì ấn vô cái đó để đổi thôi. Thì nó đánh nào không đúng? Cái hình của nó đó. Thế là con này đường đơn. Để đi gần cái này thử cho. Sona nó mạnh hơn mày. Nó hỗ trợ mà. Có tem có sẵn hỗ trợ là lúc rồi mày. Xem có sẵn rồi. Leona sao? Con đó thì cũng hỗ trợ luôn. Con đó là AD, tranh giành với anh mày. Con đó đi đường giữa với hỗ trợ. Kiếm con đi đường trên đi. Nằm đây nè. Chọn nhiều mắt đây. Chắc còn là sai ngọc này không chọn. Sao lại là sai ngọc này chứ? Tôi chọn Imo. Con đó là Fury mà. Ủa? Nó có tai họ, nó có cái tai kìa. Ok, đi gần nào. Nó kia là mình chịu e trước. Mày đi hướng nó chỉ. Mình đi lên trên chung với nhỏ đi. Về nó. Lại đi rồi chứ. Chứ một mày đánh nhanh hơn. Chừng nào cái hanh của mày đầy thì mày xài chữ 2 mới đau á Su. Cái hành dưới cái hành máu mày á. Nhưng chưa hay là có à. Không chơi đó nhiều, tao biết nó là sao à. Là chả chơi nữa luôn. Cái hành đó là tối đa thì mạnh mấy cứ. Bị đánh nhiều lên. Đánh càng nhiều hành nó càng nhiều. Lập công mà. Ngon mà. Đi đi đường giữa thức giận mấy chứ chả làm gì. Nữa. Con vô mà yeah.
Trời hỗ trợ hay quá vậy. Không phải ngăn cản hỗ trợ luôn. Tôi đang chơi bản gốc của Goker. Con này bắn ra cũng nhiều đạn vậy á, nhưng mà nó có 2 viên đạn à. Nói gì trời, chiêu đó làm chậm thì từ từ và cướp lượng. Ôi bất ngờ chưa mà dí nữa. Trong đây mang hai phép bổ trợ, ta vẫn có thể mang tốc biến như mang trình chuyện. Tao ghét đi gần công viên nguồn, tại vì ta chỉ có thể mang thứ à. Trời chạy đâu. Chưa cuối vậy tao. Thật ra tao nghĩ nó cũng bị đốt chết rồi, nhưng mà tao vẫn xài chưa cuối. Ê nhỏ đó kìa. Về rồi. Ôi, đường giữa đâu? Nhưng con này sẽ từng giảm chán lắm rồi. Dĩ Ngân. Dĩ Ngân là bà... Dĩ Ngân như thầy Kiên Cường mày ơi. Nó luôn tuyệt vời. Ở trong game Liên Quân lộn nổng luôn vậy, Kiên Cường á. Trong đây được, đây không có nhiều bằng. Nãy không đau lắm, nãy giờ có nhiêu mày ơi. Nãy giờ không đau rồi. Mẹ mày có hút máu ở đường thôi, mày không cần biến về luôn á. Trời ơi, nhỏ này sao đánh được tao. Mấy ấn lộn lộn rồi. No, mày đếm chạy. Chết đi. Mấy ăn lộn mất cái tóc biến rồi. Ngón tay to bự của mình. Đi đánh rồng. Không. Con mày đỡ đồ tăng, đỡ đồ, đỡ đồ đấu sĩ mà mày đi nâng ngón vuốt. Cái trả hù cho đường giữa. Chết. Chị ba mày nó chán chủ yếu mà mày đòi nó có đam nữa. Chịu. Mấy em kịp rồi, cái trưởng nó đẩy phát chủ sắp nát luôn. Everyone's a hero. Shoot off a limb.
leg or two. Dạ, mới để ý Hello B90 cũng là cái chip điện thoại đang xài á. Cái chip điện thoại đang xài là Hello B90 cũng là tên của con tao luôn. Không. Những món đỡ đòn đi. Nâng cái gì mà không quá đỡ đòn rồi. Móng guốc xe quét đi. Móng guốc xe chát đi. Trong có nhiều móng vuốt mà. Ta tưởng mày đang nói tới cái găng tay chí mạng. Đợi đéo sợ na sớp luôn ở đây. Nó đâu còn tà đéo có mà nè mày vẫn chết mày cái này mạnh quá có 2 viên đạn rồi nè cũng hồi nhanh hơn trên máy tính xíu rồi à. Và chiêu hồi y chang luôn. Có 4 chiêu luôn mà. Nâng đi nó hợp mày với cứt. Cái đó giúp mày chạy trong lúc chạy đúng nhanh luôn và mày lao lên đánh nó. Đánh nâng. Những món này hơi trâu quá. Những này luôn. Chết thằng Quang này. Xem coi ai là người ít vàng nhất tem nào. Con đường giữa. Nó lại giờ trăm farm hả? Giết rồi xong cái nó ăn cái bùa luôn rồi. Đâu cần mana. Không. Đi ăn hứa đó rồi máu. Ủa liên buồn cũng không có hồi máu luôn á. Quê nữa. Không, liên quân bùa đỏ bùa xanh đéo nào hồi máu luôn á. Đúng quê luôn á, ta chưa bao giờ thấy ai quê vậy hết á. Tính nói gì, có gì đâu mẹ ơi hả. Im đi mày. Mày ôi con lồn đường giữa ném đau vậy.
Nhưng cái gì nó bảo vậy nghe. Cái đó kết hợp cái giám liệt sĩ này chạy nhanh nè. Sớm vậy? 8 giờ. Rồi sẽ ăn thêm gồng này nữa. Thôi, bằng chứng như thấy nó là người đó. Cho nó che ghét trận này. Phớt. Chưa làm gì. Có chơi dễ. Tiếng thằng lao tới quất lại và đánh rồi xài chưa cuối lại đánh nữa. Xong rồi một cái bê. Mày có làm được gì đâu, 12-2. Thôi chơi mày.